Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em ha. Nay Pháp Thái quay trở lại nhà vườn của Lên Phan, có một số hoa giấy rất là nhiều giống mới nhằm phục vụ hoa kiểng cho quý cô chú anh chị em mình ha. Đây là một cái dòng mới cẩm thạch có tên gọi là Bin Bát quý cô anh chị, màu hoa màu hồng rất là đẹp luôn. Rồi chào Lên. Rồi em chào kênh Pháp Thái Green, chào tất cả bà con đang xem kênh nha. Hôm nay con có về một số hoa giấy giống mới để phục vụ cô chú anh chị ạ. Số điện thoại của con là 0902509593, cũng là số Zalo nha quý cô chú anh chị. Vườn con tại làng Hoa Sa Đéc nha. Đó, để không mất thời gian của chú anh chị lần lên mã số 1 là một cây hoa giấy Mỹ ghép cẩm thạch. Cẩm thạch tím siêu hoa dòng lá nhỏ luôn chị. Cây này lắc rất đẹp nha. Cụ đế nở hậu ha. Chiều cao như vậy là được 101. Tán ngang là được 65. Cây này lắc rất đẹp nha cô chú anh chị. Vành đai vị trí này được 26 ạ. Cụ đế nở hậu quý anh chị. Đế sổ là 35. Cũ dưới đây là được 50 ạ. Rồi mã số 1 này xin vô luôn với con là 800.000, bao ship toàn quốc nha. Rồi. Tiếp mã số 2. Cũng là một cây Mỹ ghép luôn. Cẩm thạch tím siêu hoa. Cây phơm nó xòe. Là chiều cao là 100. Tá ngang như vậy là được 70 ạ. Vành thân vị trí này được 24. Quá trời củ sổ à. Củ sổ là được 30. Và mã số 2 này xin giao lưu bà con là 800.000, bao cái ship toàn quốc luôn nha. Cây cái tàn rất là to quý cô anh chị. Tiếp mã số 3. Cẩm thạch tím. Cái Mỹ ghép cẩm thạch luôn ạ. Cái này một ghế lắc đặc đẹp luôn nha. Cái này vô bonsai quý cô anh chị. Chiều cao như vậy là được 90. Tán ngang như vậy là được 45 ạ. Một ghế lắc nha cô chú anh chị. Vị trí ở đây được 18. Rồi mã số 3 này xin cho lũ bà con là 450.000, bao ship toàn quốc luôn. Cây một rễ rất là quái luôn chị em. Dạ anh tiếp mã số 4. Cũng là một cây giấy Mỹ ghép cẩm thạch luôn. Dạ. Tiếp siêu hoa. Chiều cao như vậy là được 85. Tán ngang là được 55 ạ. Cây này quánh hai chi, hai mâm quý anh chị. Hoành vị trí. Hoành vị trí này được 18. 19 mà tính 18 à. Phôi rất là sạch đấy ha. Rồi mã số 4 này xin vô luôn bà con là 450.000, bao cái ship toàn quốc luôn nha. Rồi. Bên tiếp mã số 5 là một cây kim cương cam. Dòng mới quý con chị về khai thác bo ha. Màu hoa màu cam rất là ngọt. Chiều cao như vậy là được 90 ạ. Tán ngang là được 60. Còn em đâu vị trí này được 18. Đế rất là sạch nha cô chú vậy. Rồi mã số 5 này con xin cho lưu bà con là 350.000, con bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi. Rồi xuống cây luôn chú. Đến tiếp mã số 6. Cũng là một cây tím tuyết cẩm thạch luôn. Tím tuyết lá cẩm thạch quý cô chú chị. Dòng này cực kỳ sang hoa luôn. Chiều cao như vậy là 120. Tán ngang là 90 ạ. Cây này đóng rất là cực khổ nha cô chú chị. Phơm nó tròn. Dạ hoành vị trí này đi, hoành vị trí này được 17. Sổ đế ha. Sổ đế được 45, 40. Rồi mã số 6 này xin giao luôn còn là 450.000, bao ship toàn quốc. Rồi xuống ngay xuống. Dạ lên tiếp mã số 7 là một cây lá ngọc hành vàng. Cây như con thú mà nằm nghe cô chú anh chị. Chiều cao như vậy là được 101. Dòng này lá và hoa rất là đẹp luôn quý cô anh chị, phơm tàn đặc. Tán ngang như vậy là được 80. Tàn thành phẩm rồi, về mình chỉ cần mình để mình chơi thôi. Dạ đúng rồi. Mình vị trí này được 20 ạ. Đế già đấy. Rất là già luôn. Rồi mã số 7 này mình xin cho luôn bà con là 600.000, con bao ship toàn quốc nha. Rồi. Đây mà có mời có gì với cô chú chị là các bạn Zalo con số điện thoại 0902509593 luôn nha. Để con chụp hình chi tiết thêm nha cô chú chị. Dạ anh tiếp mã số 8 cũng là một cây lá ngọc cành vàng luôn. Lá ngọc cành vàng luôn.
dòng này trên lá rất là đẹp luôn ha. Chiều cao như vậy là được 65. Tán ngang như vậy là được cũng được 65 luôn. Hình thú rất đẹp luôn. Đế này còn với con chị về đôn đế, thay chậu đôn đế lên nha. Nâng đế lên cho nó quay. Hoành được 15 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 8 này xin vô lúc bà con là 400.000. Rồi. À, lên tiếp mã số 9 là một cây tím tiết. Dòng này cực kỳ sai hoa và dai. Độ hoa nó rất là bền. Đây nó chớm lên nữa nè quý cô anh chị. Nó lên rụng cái này là có lên bông khác nữa. Chiều cao như vậy là 85. Tán ngang như vậy là được 65 ạ. Cành thân vị trí này được 15 nha cô chú anh chị. Cây rất là già luôn. Phơm gom tròn luôn. Dạ đúng rồi. Mã số 9 này con xin giao lưu bà con là 400.000, bao ship toàn quốc. Rồi. Tiếp theo một mẫu dòng mới. Số 10. Cẩm thạch. Cẩm thạch hồng nhưng mà cái tên là pin bắc quý anh chị. Tên tiếng Anh ha. Mới nha cô chú anh chị. Dòng này nhập khẩu rồi. Chiều cao như vậy là được 70. Tán ngang là được 60. Cái này cô chú anh chị lấy bo là rất ngon nha. Màu nó giống như là cái màu cà cao ấy. Bình thắng ở đây được 18. Gần 19, cũng 18 thôi. Rồi. Mã số 10 này con xin giao lúa bà con là 700.000, bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây luôn chú. Lá cẩm thạch rất là đẹp. Mã số 11. Đó, dòng này dòng mới nha cô chú anh chị. Chiều cao như vậy là được 60. Tán ngang như vậy là được, cũng được 60 luôn. Đặc biệt ấn tượng cái lá nè. Bông rất đẹp luôn. Dòng này siêu siêu bông nha cô chú anh chị. Hoa bền. Hoành như vậy là được 17. Phôi rất là sạch luôn. Rồi mã số 11 này xin giao lúa bà con là 700.000. Rồi tiếp mã số 12. Cái này mọc rễ quái luôn. Chiều cao như vậy là được 65. Tán ngang là được 55. Màu pha lẫn cái màu rất là ngọt quý anh chị. Bằng vị trí này là được 15 nha quý anh chị. Rồi mã số 12 này cũng là 700.000 luôn ạ. À. Rồi. Mã số 13. Pin pet. Chiều cao như vậy là được 65. Tán ngang như vậy là được 50 ạ. À. Cây rễ rất là quái ha. Đây được 14. Gần 15 tính 14 quý anh chị, có chừng hao ha. Rồi mã số 13 này xin giao lúa bà con là 650. Rồi. Dòng này mới quý anh chị em. Mã số 14. Còn cây Ấn Độ. Độ là đại nha. Cây này đặc biệt cái dòng này già liền gốc hết trơn. Hoa rất là đẹp quý anh chị. Đổi màu ha, Ấn Độ đổi màu. Chiều cao như vậy là được 100. Tán ngang như vậy là 65 ạ. À. Màu pha lẫn rất là nhiều màu. Quanh góc là được 9 ạ. À. Rồi mã số 14 này xin vô lúa của con là 350.000, bao ship toàn quốc. Rồi, xuống cây luôn chú ơi. Cây rất là già cây quý cô chị, ghép cái đợt đầu, bỏ liền. Mã số 15, còn cây Ấn Độ luôn. Chiều cao như vậy là được 120. Tán ngang như vậy là được 80 ạ. À. Này cũng đang lên bông luôn. Một rễ quái. Đó đây đi. Dạ lên trắng luôn. Vị trí đây được 13. Rồi mã số 15 này xin giao lúa bà con là 450.000. Rồi, cây Ấn Độ. Tiếp mã số 16. Vẫn là Ấn Độ luôn. Quý cô chú anh chị mình thấy cái màu của cái Ấn Độ này thôi. Cái này tông cao. Nhìn rất là mê. Pha lẫn nhiều màu, đổi màu. Chiều cao là mét tư lên rồi. Tán ngang là 70. Cao.
Vành vị trí này được 13. Rồi mã số 16 này em xin vô luôn mà con là cũng 400 ngàn. Rồi. Rồi tiếp mã số 17. Chân là Ấn Độ luôn. Cái chọt bông nó rất là to. Chiều cao như vậy là được 120. 8 ngàn là được 70. Vành vị trí này được 13 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 17 này con xin giao lưu bà con là cũng là 400 ngàn. Con bao cái ship toàn quốc luôn nha. Rồi. Rồi tiếp mã số 18. Tím Pháp luôn chị. Dòng này cực kỳ sai hoa và hoa cánh rất là to. Chiều cao được 105 ạ. Cái màu tím rất là rõ ha. Được 65. Form đầy luôn. Mấy cái tông này dĩ về là chơi thôi. Vành vị trí này được 13 nha cô chú anh chị. Đế sạch đế quái của anh chị. Rồi mã số 18 này xin vô đúng rồi con là 400 ngàn. Còn bao cái ship còn quá. Rồi. Tiếp mã số 19. Là tím chuông tím Pháp của anh chị. Cực kỳ. Chiều cao là được 100. Bán ngang là được 80 ạ. Vành thăng đây 14 ạ. Rồi mã số 19 này con xin giao lưu bà con là 400 ngàn. Cái form tròn. Giá tiếp mã số 20 là một cây hồng găng. Cây này size lớn quý cô anh chị. Cây này phí ship nặng ngay. Chiều cao 1m4 lên đây. 8 ngàn là 90 mấy, 95. Đây cái hoa nè quý cô anh chị. Hoa rất là đẹp ha. Đang chớm to. Còn thắng đây được 20. Đế sạch, đế rất là già luôn. Rồi mã số 20 là 550 nha cô chú anh chị. Bao ship không quá. Rồi. Giảm tiếp mã số 21. Cũng là một cây hồng găng luôn. Form tàn nó gom tròn luôn ha. Chiều cao là 103. Cây cao giới không tới luôn. Tán ngang là 90. Vành vị trí này được 18 à. Để cắt là sạch luôn nha cô chú anh chị. Để sổ tầm 25-30 nha. Rồi mã số 21 này là 550 nha cô chú anh chị. Rồi. Thì một cây 22. Cây tuyệt vời luôn. Cũng là hồng răng luôn. Cái chớm bên này gọi là hồng gân nè, cái khu giữa bên này nó đậm màu. Này mét tư. Đậm màu bên này gọi là hồng sọc nè quý anh chị. Thầy thì cao quá. Đây này mét tư. Hơn mét tư, một cái mét tư. Tán ngang là 900. Cái này xe lớn nha, cái này thì đóng khung rất là nặng nha cô chú anh chị. Vành 20. Đế sổ được 30 luôn. Gối đặt luôn ha. Còn xuống được nữa nha. Rồi mã số 22 là 600 ngàn luôn nha cô chú anh chị. Mã số 23. Xài to. Chiều cao là 115. Tán ngang là 90. Đặt về cái bộ đế à. Quái luôn. Quanh 19. Đế nó cuộn tròn. Rồi mã số 23 là 500 ngàn. Bao cái ship toàn quốc. Rồi cây hồng gân tiếp theo. Đến tiếp mã số là trắng tiết, trắng tinh khiết luôn với cô anh chàng. Dòng này sai hoa, chiều cao như vậy là 115. Tán ngang là được 70 ạ. À. Quanh ở đây được 15. Để còn sâu với cô anh chị. Rồi mã số 24 này là 500 ngàn, bao ship toàn quốc. Rồi, về trắng tuyết. Lên tiếp mã số 25, cũng là một cây trắng tuyết luôn. Cây nó mượt mà tượt nó phượt mà quý anh chị. Chiều cao là được 120.
Cái ngang này được 75 ạ. Anh Thắng này được 16. Rồi, mã số 25 là cũng là 500 ngàn. Còn bao ship toàn quốc không nha. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 26, cái size to quý anh chị. Tím bướm. Tím bướm, thằng lớn nha quý anh chị. Cái form ở trên nó lên búp một cái thì thôi luôn. Kẹo hết trơn. Chiều cao là 130 nè. Tàn dày đặc luôn ha. Tán ngang là 100. Phôi rất là to. Quán đây được 26. Đồ cũ hào hào thứ. Cái gỗ là 65. Cây này bó cái khung gà rất là to luôn á. Phơm tàn ở trên dày đặc. Rồi, mã số 26 này xin vô luôn các con là 900 ngàn. Bao ship toàn quốc luôn nha. Đúng. Rồi. Đấy, sát đâu rồi. Đúng 27. Hai cây này một cặp quý cô anh chị. Vẫn là tím bướm luôn. Xe này xe lớn. Chiều cao là 130. Quá sát cái form tròn. Tán ngang là 90. Đế này cuộn hả? Cái này đế lực. Quanh ở đây được 20 ạ. Đằng 21. Rồi mã số 27 này là cũng là 800 ngàn luôn nha cô chú anh chị. Số 28. 5 màu. Ngũ sắc. Mua sách thái với anh chị. Em giữ đây, đây em tất cả các loại giấy tờ bán chơi đến rồi, chơi đến chỗ, chơi bảy chia, chơi đến nhà, chơi đến rồi, chơi đến con. Bảy mươi sáu mươi bảy chiếc, nhà tầm mét luôn đi lên. Đón tới. Trừ hao ha. Dạ rồi trừ hao đi. Này xe lớn. Mình vị trí này là được 29. Cụ đế nó gói nào quý con chị, gói đặt luôn. Đặt luôn, to lắm nha. Rồi mã số 28 này là 900 ngàn, con bao ship toàn quốc không nha. Rồi xuống cây luôn. Ngũ sắc cái size lớn quý con chị, form. Dẫn tiếp mã số 29. Rất là to luôn. Hiện tại cây nở 5 màu đủ hết trơn quý con chị. Chiều cao là 104. Này bao cô chú 5 màu luôn, này nó nở hết trơn 5 màu. Tán ngang là được 90, mấy cây này đi lỡ mà có bể chậu gì cô chú cũng chảm không cảm nha. Với lại nó có rụng lá ra, nó sẽ tưới lên nó mau lắm nha cô chú chị. Lại đi xa nó mắc nước. Quanh ở đây được 20 ạ. Đế rất là quái luôn. Rồi mã số 29 này con xin giao lưu bà con là 850 ngàn. Bao ship tàu quách luôn nha. Rồi. Anh tiếp mã số 30. Vẫn là ngũ sắc luôn. Dòng thấy rồi quý cô anh chị, mình thấy cái màu hoa rồi. Là siêu bông luôn. Rất là đẹp. Hoa rất là chuẩn nét. Cao hết thước luôn ha. Cái này 1m6 luôn, mình tính 1m5 ha. Thái ngang cũng tầm 1m1 mà tính 100 thôi. Nói dễ đi. Là cao quá. Đế này cuộn tròn ở dưới cái chậu à. Quanh ở đây được 18. Cái này còn xuống đế được nữa nè. Rồi mã số 30 này con xin cho lúc bà con là 600 ngàn. Rồi. Ồ, cây này lên nở quý con chị em rồi nè. Cây này đóng khung đắt là tịch luôn. Cũng là cây dép 5 màu. Full hoa. Chiều cao cũng 1m5, 1m6 luôn đây. Tán ngang cũng 1m luôn đây. Nó dễ. Màu rất là sắc nét luôn. Thôi thì già lớn rồi. Quanh ở đây được 20. Đế nó sổ tầm 30 nha quý chị. Rồi mã số 31 này con xin giao lưu bà con là cũng 700 ngàn. Bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi. Tiếp theo mã số 32. Vẫn là một cây ngũ sắc. Size lớn quý chị. Hoa giấy mà lên màu rồi quý chị mình thấy. Rất là to luôn nha. Cây này bó cái khung lại. Chiều cao cũng 1m5 luôn nè, 1m5, 1m6 tính. Ngang cũng 1m luôn đi. Tại vì ngang quá bự quá, đo không tới. Nói chung là trên 1m hết.
Ở quanh ở đây được 22. Rồi mã số 32 này con xin lưu bà con cũng là 800 ngàn luôn. Bao nhiêu cao quá. Rồi cây xài rất là to quý anh chị. Rồi, cái cây này phí ship rất là nặng nha. Xài lớn này vượt khung. Cái tiếp theo 33 là thôi nha quý anh chị. Thôi giấy Mỹ giá rẻ quý anh chị, thanh lý ha. Cho quý cô chú anh chị mình về ghép. Cao là 50. Hoành được 20. Thôi này nuôi khỏe quý anh chị, mới giật nhánh lại nha. Về về quý anh chị mình ghép vô là được rồi. Rồi mã số 33 là 200 ngàn. Rồi. Rồi tiếp mã số 34. Chiều cao là 50. Hoành ở đây được 19. Rồi mã số 34 cũng là 200 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp mã số 35. Cây một rễ. Chiều cao là được 45. Bằng vị trí này được 20 ạ. Rồi mã số 35 cũng là 200 ngàn. Tiếp mã số 36. Ôm đế và già quý anh chị. Chiều cao là 40. Dạ lên trắng luôn. Quanh ở đây được 19 ạ. Rồi mã số 36 cũng là 200 ngàn luôn ạ. Bao ship toàn quốc nha quý anh chị. Tiếp mã số 37. Chiều cao như vậy là được 50. Hoành ở đây được 18. Rồi mã số 37 cũng là 200 ngàn. Bao ship toàn quốc. Đến tiếp mã số 38. Hai rễ nhưng mà nó rất là già. Chiều cao là được 50. Lên trắng luôn. Hoành ở đây được 18. Rồi mã số 38 cũng là 200 ngàn. Tiếp mã số 39. Chiều cao như vậy là được 45. Hoành được 19. Rồi mã số 39 này cũng là 200 ngàn luôn nha quý anh chị. Rồi mã số 40 là mã số cuối clip nha quý anh chị. Thôi dán trực quý anh chị. Chiều cao là được 50. Quanh đây được 16. Đấy ôm sát luôn. Rồi mã số 40 này con xin vô lúc bà con là cũng là 200 ngàn. Rồi cuối clip con xin kính chúc cô chú anh chị xem kênh video là cây đẹp ưng ý nha cô chú anh chị. Rồi xin mến chào cô chú anh chị ạ. Rồi xin chân thành cảm ơn quý cô anh chị em ha. Hẹn gặp lại vào clip tiếp theo nha. Vườn lên Phan nha.